Thưa quý vị và các bạn, khoảng 20 giờ ngày 1 tháng 11 năm 2018, Công an huyện Bảo Thắng phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh, Công an huyện Văn Bản đã truy bắt đối tượng Hoàng Xuân Phú cùng đồng bọn về hành vi cố ý gây thương tích rồi bỏ trốn. Trước đó vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 31 tháng 10 năm 2018, Hoàng Xuân Phú sinh năm 1990 cùng Lê Văn Duy sinh năm 1991 cùng chú tại xã Xuân Giao huyện Bảo Thắng và bàn Văn Bến sinh năm 1994 trú tại huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái rủ nhau đi uống rượu tại tổ Phú Thành Ba thị trấn Phú Lu huyện Bảo Thắng. Tại đây ba đối tượng đã xảy ra mâu thuẫn với một nhóm gồm bốn thanh niên vì cho rằng họ đã nhìn đều mình. Sẵn có rượu trong người, Phú gọi thêm Quý và Trường đến giúp sức. Trong lúc gây gỗ, Phú đã rút con dao trong người và đâm vào bụng Phạm Minh Khánh, khiến nạn nhân phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng. Ngay sau đó, Phú cùng đồng bọn đã bỏ trốn. Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an huyện Bảo Thắng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Văn Bàn triển khai lực lượng truy bắt các đối tượng. Đến 20 giờ ngày 1 tháng 11 năm 2018, lực lượng chức năng đã bắt được 5 đối tượng, đồng thời tiếp tục triệu tập thêm 2 đối tượng là Lê Văn Hiếu và Bàn Văn Ngọc để làm rõ vụ việc. Nhằm động viên khích lệ tinh thần kiên quyết đấu tranh truy bắt tội phạm, lãnh đạo công an tỉnh đã quyết định thưởng nóng cho hai đơn vị là công an huyện Bảo Thắng và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh mỗi đơn vị 20 triệu đồng. Lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện Bảo Thắng cũng đã thưởng nóng mỗi đơn vị 5 triệu đồng.